Sản xuất lúa đồng bằng sông Cửu Long ngày càng đối mặt nhiều thách thức. Việc mở rộng và triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, canh tác lúa thông minh, giảm phát thải sẽ đóng vai trò cấp thiết ra sao trong việc giúp bà con nông dân tăng lợi nhuận từ cây lúa? Những nội dung này sẽ có trong chương trình phát sóng vào ngày 16 tháng 4 với phần tư vấn cụ thể của ông Lê Thanh Tùng và thạc sĩ Phan Văn Tâm,